đồ của người mất có bị làm sao không? Con nghe có người kể nếu mặc đồ của người mất sẽ bị họ theo và câu chuyện đi nối tóc ở nối phải tóc của người mất bị ám. Xin sư giải thích cho con. Về vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tường chia sẻ với quý Phật tử. Dạ, xin thưa đại đức và xin thưa quý vị. Đại sư nghe là giảng rõ thêm về cái câu hỏi này ha, để trước khi vào phần trả lời chính ha. Có nghĩa là quý vị đặt câu hỏi này nói là mặc đồ của người mất đó có bị làm sao không? Đó. Là nếu mà tại vì nghe 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 dân gian đi, nghe người ta khác nói thì nếu mà mặc đồ của người mất á thì có thể bị ám. Có nghĩa là ở đây cái vế mà gọi là mặc đồ, cái vế mà gọi là mặc đồ của người bị mất á, có làm sao không? Không thì ở đây giờ sư hiểu hiểu sư nghe sư hiểu cái câu hỏi này, cái câu mà gọi là có bị làm sao không, thì sư hiểu là có cái việc này á, là có nên hay không nên đi ha, có nên hay là không nên đó, cái việc mặc đồ người bị mất á, là có nên hay không nên đó, như vậy đó. Bây giờ đi vô phần cái câu trả lời chính đó, thì nó gọi là nên hay không nên đó. Thì quý vị á, sau khi nghe phần trả lời của sư, quý sư ở đây, quý vị sẽ là người tự trả lời câu hỏi cho mình. Không. Còn ở đây quý sư chỉ cung cấp cái phần về giáo lý và về giáo lý trong Tam Tạng Pali và trong kinh Nikaya, và một phần học thuật những cái vấn đề về dân gian bên ngoài, để quý vị đối chiếu, quý vị sẽ là người tự mình trả lời câu hỏi này, chứ quý sư sẽ không có đưa ra vấn đề nên không nên. Tại sao? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm, vì nếu mà quý sư nói là nên hay không nên đó, không, lỡ quý vị á là nên quý vị làm theo, quý vị xảy ra những chuyện đó thì cái điều đó cũng không hay, mà không làm theo á và cũng xảy ra chuyện thì cũng không hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chính vào phần câu trả lời là như vậy, là cái việc mặc đồ mất á, trong kinh điển á, có nói không, xin thưa có nói như vậy, cụ thể là như vậy. Sư xin trích từ Tạng Luật, phân tích Tỳ Kheo một ở điều Paratika liên quan đến tội trộm cắp, thì có một cái đoạn như vậy. Sư xin đọc nguyên văn trong Chánh Kinh cho quý vị nắm được, tại vì nói có sách mắt thì có chứng thôi quý vị. Sư sẽ đọc một cách chậm rãi, quý vị nghe rõ, quý vị tư duy nha. Tại quý vị chính là chính quý vị là người sẽ tự mình trả lời cho cái câu hỏi này, cho quý vị phải nghe kỹ. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ kheo nọ sau khi đi vào nơi nghĩa địa đã nhặt lấy vải băng xú cu lá, có nghĩa là mình băng xú cu lá đây mình hiểu là y gọi là còn gọi là y phấn tảo đó, ở thi thể chưa hoại và có ngạ quỷ trú trong thi thể ấy. Khi ấy ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ khưu điều này: thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm vải choàng của tôi. Vị tỳ khưu ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ khưu ấy. Sau đó vị tỳ khưu ấy đã đi vào chú xá và đóng cửa lại. Khi ấy thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ ấy. Đó thì khi đó đó cái vị tỳ kheo này mới có cái sự nghi hoặc, mới hỏi Đức Phật là mình có phạm cái lỗi gì không. Thì Đức Phật mình ngày mới trả lời là: và này các tỳ khưu, không nên lấy vải băng xú cu lá ở thi thể chưa hoại, vị nào lấy thì cái đó là điều không nên. Thì cái đoạn này nè, có thể quý vị sẽ thắc mắc của nó, quý vị thắc mắc ủa sao mà trong đây lại có vấn đề gọi là ngạ quỷ chú trong thi thể là như thế nào. Thì trong chú giải á, trong chú giải cái tạng luật á, có nói là về do sự liên ái với tấm
áo choàng nên người có tấm áo choàng ấy đã bị tái sanh làm bê tá ở nơi thi thể ấy. Bê tá có khả năng làm thi thể đứng dậy sau khi cửa bị đóng lại. Bê tá ấy biết đã mất tấm vải choàng nên đã từ bỏ thi thể ấy rồi theo nghiệp đi tái sanh lần nữa. Do đó thi thể ấy bị té ngã xuống đất. Thì ở đây trước khi mà dẫn dắt về những cái vấn đề dân gian đi, thì sư xin nhấn mạnh vấn đề này nữa cho quý vị hiểu nha. Đức Phật có ngài có cho lời khuyên như vậy: và này các tỳ khưu, không nên lấy vải băng súc của lá ở thi thể chưa hoại. Vì nào lấy thì sẽ, nói chung là không nên đó, đại loại như vậy hiểu đâu. Rồi bây giờ quay về cái gọi là cái dân gian đi ha. Thì chắc quý vị biết đó, ở nói về dân gian đi, quý vị biết là quý vị lên Google sạch rồi đó, quý vị sạch đi, sạch cái từ khóa này cho sư cho từ quý vị từ khóa đi là có những cái trường hợp mà đặc biệt, sử dụng từ đặc biệt để quý vị phải nhầm hiểu nha, có những trường hợp đặc biệt giống như có những trường hợp đặc biệt như vậy mà sư sạch từ khóa ra như vậy. Năm cái đồ vật mà bị ám nhất cái thế giới, thì trong đó là có một cái con búp bê Annabelle, quý vị biết không à? Búp bê Annabelle quá nổi tiếng. Thì trong năm đồ vật đó thì có ba đồ mà sư ấn tượng. Thứ nhất là búp bê Annabelle, thứ hai là chiếc váy cưới của Anna Baker, và thứ ba là chiếc nhẫn của Valentino. Nhưng mà quý vị phải hiểu ở đây là trường hợp đặc biệt thôi, hiểu không? Trường hợp đặc biệt thôi. Có nghĩa là những cái vấn đề mà gọi là những cái đồ vật mà bị ngạ quỷ hay ngạ quỷ á, ma quỷ á, ám trọng nó vẫn có chứ phải không có, nhưng mà quý vị phải hiểu á, là Đức Thế Tôn á, ngài cũng cho lời khuyên, có nghĩa là không phải ngài nói phải không cho lấy, nhưng mà phải lấy một cách phù hợp. Thì quay về cái câu hỏi của vị này á, thì bây giờ á, là nên hay không nên, vậy á, là qua hai câu chuyện, qua cái câu chuyện mà sư vừa đề cập ở trong tạng luật và cái câu chuyện về vấn đề về dân gian gọi đặc biệt đi, thì cái vị này quan trọng nhất là cái vị đặt câu hỏi nè, phải tự mình biết là mình nên á, thí dụ mình nên là như thế nào và không nên là như thế nào. Còn ở đây quý sư sẽ không kết luận, chỉ dẫn chứng cho quý vị biết để quý vị mà tự dùng cái trí tuệ mình biết là nên nên làm hay không nên làm. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Đức Hạnh Tuệ không biết có bổ sung gì thêm. Xin cảm ơn. Dạ, thưa quý vị đó, thì sư bổ sung thêm á, là ở trong tầng luật á, thì cũng có trường hợp là vị tỳ kheo sau khi mà mất á, thì cũng do cái sự luyến ái đối với cái tấm y mới của vị đó mà vị đó tái sanh làm con rệp ở trên cái tấm y. Thì chư tăng khi mà chia y á, chia cái y mà vị tỳ kheo vừa mất á, thì con rệp này nó khó chịu và nó la làng lên, nó bò vòng vòng á, nó kêu là y của tôi, y của tôi, nhưng mà không vị nào biết cả. Đức Thế Tôn ngài biết là nếu như mà cái con rệp này đó, nó nổi tâm sân với các vị tỳ kheo thì nó sẽ đi địa ngục. Cho nên Đức Thế Tôn mới bảo cái vị tỳ kheo á, là để tấm y đó 7 ngày sau, rồi các ông hẳn chia. Thì sau 7 ngày đó, con rệp á, nó tái sanh vào cảnh giới khác và không ở trên tấm y đó nữa. Và khi đó các vị tỳ kheo mới có thể chia bình thường. Và từ đó Đức Thế Tôn cũng đưa ra một cái điều học, đó là khi một vị tỳ kheo mà mệnh chung á, thì chư tăng hãy chờ 7 ngày rồi mới chia y. Thì qua câu chuyện này đó, có một vài cái sự gợi ý cũng như là đối với sư Tuệ Tường là chúng ta nên biết cái thời điểm nào là phù hợp. Ngay cả như cái chuyện là chúng ta xử lý cái tài sản của người thân vừa mất đó, khi mà sư đi dự những cái đám tang, nếu như có cơ hội thì sư vẫn nói với người thân là đồ của người mất á, khoan bỏ vội. Nhiều người họ bỏ vội lắm, họ sợ để ở nhà nó xui xẻo hay như thế nào đó, nhưng mà sư nói khoan bỏ vội, để đó đi, 7 ngày sau rồi muốn xử như thế nào đó thì xử. Thì hơn nữa đó, chư tăng á, là những người mà phải nói là rất thường nhận những cái đồ thừa,
mà trong những đồ thừa đó có cả đồ của người mất nữa, cho nên là sư Tuệ Tường đưa ra những thông tin như vậy và quyết định là vẫn thuộc về quý vị. Tại vì nếu như chúng ta nói lấy đồ của người mất là chúng ta bị ám, vậy tại sao nhà của người mất là mình đè nhau, là mình tranh cho bằng được cái giấy chủ quyền, trong khi đó cái nhà thường là cái mà người mất họ nặng lòng nhất, cái nhà nè, cái xe nè, thậm chí là bà vợ đó. Thì những cái tài sản lớn mình không có sợ, mình sợ toàn những món nhỏ mà, cái quần, cái áo, rồi cái nhẫn, cái này cái kia, nhưng mà những món tài sản lớn sao mình không sợ đi đó. Sư thấy quý vị cho ví dụ như cái giường mà người mất mà nằm mà chết á, đem cái giường đó đến cho mấy ông sư, cái ghế bố mà người mất nằm chết á, cũng đem đó đến chùa cho mấy ông sư. Chứ còn sư không có thấy cái nơi nào mà ở nhà đó, cái nhà đó có người mất đem cái nhà đó cho mấy ông sư, không có thấy. Cho nên là phải nói là người ta cũng khôn lắm ha, biết lựa hết trơn à. Rồi đó, sư đưa ra những cái thông tin cung cấp cho quý vị thấy, và bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào thầy, con muốn xuất gia từ lâu rồi nhưng ngại về trình độ học vấn của mình, con chưa hết lớp 6 thì nghỉ do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Con muốn hỏi là nếu được xuất gia thì con có được đi học bổ túc văn hóa tiếp không? Con rất ham học, đặc biệt là Phật pháp. Con năm nay 24 tuổi rồi, chắc chưa muộn lắm, mong thầy trả lời giúp con. Quý vị hoàn toàn có thể học bổ túc văn hóa ha. Và sư thì sư cá nhân sư thôi nha, chứ không phải là cái này ở trong kinh tạng. Cá nhân sư thôi thì sư vẫn khuyên là nên có điều kiện thì nên học bổ túc văn hóa, xong rồi xuất gia thì nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì thứ nhất là nếu như mình vào chùa rồi mà mình học mới đi học bổ túc á, thì sẽ có nhiều bất tiện, ví dụ như là cái chỗ ở nè, cái chỗ học bổ túc và cái ngôi chùa đó, có khi là nó không có gần, rồi cái thời khóa sinh hoạt ở chùa nó cũng sẽ trái nghịch với cái thời khóa chúng ta đi học. Cho nên nếu như có thể thì chúng ta vẫn học bổ túc văn hóa ở ngoài, học xong rồi đó thì chúng ta đi tu thì vẫn vẫn được. Còn nếu như mà quý vị thấy rằng đó, mạng sống của mình không có nhiều, sống nay chết mai, còn cái chuyện học văn hóa thì không có cũng được, thì trong trường hợp đó thì các sư vẫn cho quý vị xuất gia thôi. Không biết cái việc này thì sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Dạ thưa quý vị, đến thành tọa nói vấn đề này cũng rất là đầy đủ, cho nên chắc sư cũng không bổ sung thêm, và xin lúc không. Dạ rồi.